Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về quy định ngày nghỉ lễ Tết năm 2021 đối với cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó đề xuất hai phương án nghỉ Tết âm lịch Tân Sửu 2021. Cả hai phương án nghỉ Tết đều có số ngày nghỉ là 7 ngày, chỉ khác nhau về số lượng ngày nghỉ trước hoặc sau Tết. Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Nguyên đán trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, nên phương án 1, công chức, viên chức sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán. Phương án 2 sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Thủ tướng Chính phủ chọn phương án 1 vì số ngày nghỉ trước Tết là 2 ngày, không quá ngắn, giúp người lao động chủ động thời gian đi lại, giao thông, vận tải, hành khách cũng đỡ bị áp lực vào thời gian trước Tết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trên tuyến quốc lộ 2, đoạn đi qua địa bàn khu 4 xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong. Cụ thể, khoảng 3 giờ sáng, một xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên quốc lộ 2 đến khu vực xã Phù Ninh đã xảy ra va chạm với một xe máy khiến 3 phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ. 3 người phụ nữ cùng ngồi trên chiếc xe máy tử vong quê gốc ở tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Nam tài xế điều khiển xe 7 chỗ sau khi gây tai nạn đã đến công an đầu thú. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho các doanh nghiệp năm 2020, thay vì chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Theo khảo sát của ban này, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chỉ có 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng do đại dịch. Ngoài ra, ban cũng đã đề xuất ngân hàng mở rộng hình thức vay tín chấp, tiếp tục ưu đãi lãi suất với các khoản vay đầu tư, giảm lãi suất các khoản vay hiện tại, khoanh nợ và giãn nợ thời gian và giãn thời gian trả nợ. Trong 3 công bố mới đây, kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 căng thẳng. Đối với năm 2021, ADB dự báo kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng được 6,3%. ADB cũng cho rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi từ sự chuyển hướng sản xuất đang diễn ra từ Trung Quốc sang Việt Nam, sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc, việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu-EU. Cũng theo ADB, tăng trưởng kinh tế thấp sẽ giữ lạm phát của Việt Nam ở mức 3,3% trong năm 2020 và 3,5% trong năm 2021. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng sẽ được công bố từ 0 giờ ngày mai 16 tháng 9. Đến nay, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã hoàn tất và Sở đã chuyển dữ liệu về Bộ Giáo dục Đào tạo để tổng hợp, đổi soát dữ liệu theo quy định. Vì vậy, từ 0 giờ ngày mai, thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng các cách truy cập địa chỉ www.tracuuđiem.danang.gov.vn, hệ thống tra cứu điểm của Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng hay www.tracuuđiem.danang.eu.vn, hệ thống tra cứu điểm của Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng. Sở Giáo dục Đào tạo sẽ hoàn tất xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất ngày 18 tháng 9 và chuyển giấy chứng nhận kết quả thi về các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi trước ngày 25 tháng 9.